lại có vô lượng chủ thần gió, đó là chủ thần gió vô ngại quang minh, chủ thần gió phổ hiện dũng nghiệp, chủ thần gió phiêu kích vân tràng, chủ thần gió tỉnh quang trang nghiêm, chủ thần gió lực năng kiệt thủy, chủ thần gió đại thanh biến hống, chủ thần gió thụ diều thủy kế, chủ thần gió sở hành vô ngại, chủ thần gió trùng trùng cung điện, chủ thần gió đại quang phổ chiếu lại có vô lượng vô biên chủ thần gió chủ thần gió tức là thần quản lý gió gió có nhiều loại hình thái như gió nhẹ gió mạnh cuồng phong thổi rất là lợi hại vị chủ thần gió thứ nhất tên là vô ngại quảng minh vì quang minh của vị này không có chướng ngại chiếu khắp thế giới cho nên được tên này vị chủ thần gió thứ hai tên là phổ hiện dũng nghiệp vì oai phong của vị này dũng mãnh phi thường phổ hiện khắp nơi thổi tan ma quân cho nên được tên này vị chủ thần gió thứ ba tên là phiêu kích vân tràng vì oai lực của vị này càng lợi hại phiêu kích vân tràng cho nên được tên này vị chủ thần gió thứ tư tên là tịnh quang trang nghiêm vì quang minh của vị này vừa thanh tịnh vừa trang nghiêm cho nên được tên này vị chủ thần gió thứ năm tên là lực năng kiệt thủy vì sức lực của vị này có thể thổi khô cạn biển cả cho nên được tên này vị chủ thần gió thứ sáu tên là đại thanh biến hống vì oai lực phong thanh của vị này kinh thiên động địa như tiếng hống của loài thú cho nên được tên này vị chủ thần gió thứ bảy là thụ diệu thủy kế vì bảo kế của vị này như cành cây rủ xuống cho nên được tên này vị chủ thần gió thứ 8 là sở hành vô ngại. Vì vị, vị này thổi gió đến đâu cũng chẳng có chướng ngại cho nên được tên này. Vị chủ thần gió thứ 9 tên là trùng trùng cung điện. Vì vị, vị này có rất nhiều loại cung điện chẳng giống nhau cho nên được tên này. Vị chủ thần gió thứ 10 là đại quang phổ chiếu. Vì đại quang minh của vị này chiếu sai khắp tất cả cho nên được tên này. Có vô lượng chủ thần gió như vậy làm thượng thủ các vị thần này đều tinh tấn diệt trừ tâm ngã mạn mười vị chủ thần gió này làm thượng thù trong chủ thần gió ngoài ra còn có vô lượng vô biên chủ thần gió những vị chủ thần gió này đều tinh tấn tiêu trừ tâm ngã mạn ngã mạn là gì tức là tự mình kêu ca ngạo mạn xem thiên hạ chẳng ra gì cho rằng mình giỏi hơn bất cứ ai tóm lại ai cũng chẳng bằng mình người học phật nên nhớ đừng có tầm ngã mạn nếu có cái ngã tức là ngã mạn đừng dạy mọi người phải tôn kính mình nếu dạy người phải tôn kính mình cũng là ngã mạn vậy thì dạy người khinh mình chăng cũng chẳng phải tức là không cần phải kính trọng hoặc khinh thường tự mình tu cho mình tự mình hành cho mình đừng dạy người khác tôn kính mà là tự mình tôn kính mình phải hỏi lương tâm mình còn tâm tham chăng còn tâm sân chăng còn tâm si chăng nếu ba thứ tâm này không đoạn trừ thì căn bản là người ngu si. Chúng ta là người tu đạo phải luôn luôn hồi quang phản chiếu, xem mình như thế nào. Có sinh tâm cống cao ngã mạn chăng? Nếu có thì phải mau sửa đổi, phải trở lại cầu chính mình, luôn luôn đề cao cảnh giác, phản tỉnh những gì làm trong này. Thiện thì khỏi, ác thì phải sửa đổi. Luôn luôn kiểm điểm như thế thì không thể sinh tâm cống cao ngã mạn lại có vô lượng chủ thần không đó là chủ thần không tịnh quang phổ chiếu chủ thần không phổ du thâm quảng chủ thần không sinh các tường phong chủ thần không ly trướng an trụ chủ thần không quảng bộ diệu kế chủ thần không vô ngại quang diệm chủ thần không vô ngại thắng lực chủ thần không ly cấu quang minh chủ thần không thâm viễn diệu âm chủ thần không quang biến thập phương lại có vô lượng vô biên chủ thần không chủ thần không tức là thần quản lý không khoảng không tức là gì cũng chẳng có nhưng gì cũng đều có nghĩa là gì giống như chúng ta ở trong khoảng không lại giống như phòng xá ở trong khoảng không đó gọi là khoảng không mà chẳng không tức là diệu hữu hữu mà phi hữu có mà chẳng có lại là chân không cho nên nói một vật mà có được chẳng phải là bao bọc ở khoảng không chăng nếu nói về không có khoảng không nào chẳng phải là hàm tàng ở trong hữu có chăng thân thể của chúng ta giống như làm chật đầy một khoảng không thật ra thân thể của chúng ta cũng là không bất quá có hình tướng mà thôi vì có một chướng ngại vật bèn cảm thấy có thực ra có tức là không không tức là có chân không chẳng ngại diệu hữu diệu hữu chẳng ngại chân không cho nên nói chân không chẳng không diệu hữu phi hữu chân chẳng không chẳng hồng cho nên gọi diệu hữu diệu hữu chẳng hữu cho nên gọi chân không khoảng không chẳng có dụng gì nhưng dụng gì cũng đều từ trong khoảng không sinh ra ví như chúng ta ngồi thiền thì quán không về thì quán tâm tâm chẳng có tâm bên ngoài thì quán hình hình chẳng có hình ở xa thì quán vật vật chẳng có vật ba thứ đều không trong có